Xin chào các bác. Chiều qua thì bên em có đi nâng cấp cho khách một cái hệ thống điện mặt trời và có dư ra một chiếc điện tần Hioki 3-1 công suất là 2 kVA. Chiếc này còn rất là đẹp các nhá, khách sử dụng chưa tới 1 năm. Đây là ngày và tháng sản xuất tháng 7 năm 2021 các bạn. Chiếc máy này thì có tích hợp sạc năng lượng mặt trời và tích hợp kích điện từ 24V lên 1000 lên 220, công suất là 1500W. Công suất thực các bác nhé, công suất thực là 1500W luôn. Và sóng ra là sóng sinh chuẩn. Con máy này rất là nồi đồng cuối đá, rất là chất các bạn. Trọng lượng là trên 10 kg. Rất là nặng các bạn. Đây chính là các cái đường kết nối các bạn này. Đây nó chính là đường kết nối ắc quy 24V. Và đây nó chính là cái đường kết nối ắc quy mặt trời. Con máy này các bác có thể kết nối được tối đa là 1200W pin mặt trời các bác nhé. Và cái điện áp từ tấm pin vào là từ 30 tới 50V DC. Đấy, vừa rồi khách của em thì có lắp thêm pin và cũng sử dụng nhiều tải hơn nên là bác đã chọn con 3200W 24V. Vừa chiều qua bên em vừa mới thi công xong. Và đây nó chính là cái đường đường AC ra các bác ạ, đường AC 220. Con này kết nối cũng rất là đơn giản đó các bác. Con này rất là bền các bác nhé. Trên này nó chính là cái công tắc tắt mở này và màn hình hiển thị. Đây là một số cái thông số điện áp tấm pin vào sẽ là 30 tới 50V DC. Dòng sạc của tấm pin tối đa là 45A. Ngắt sạc từ pin là 29,8V. Nó sử dụng hệ lưu trữ 24V các nhá. Đấy, công suất cho tải tối đa là 1500W. Với các bác nào đang sử dụng với cái hệ thống nhỏ thì mua con này nó rất là phù hợp. Các bác có thể kết hợp với những tấm pin công suất như bên em đang có là 335W này, kết hợp rất là hiệu quả. Tấm pin công suất 335W này điện áp hoạt động của nó là 33V. Rất là đẹp cho cái hệ thống cho cái hệ lưu trữ 24V các bạn. Giá là 1,8 triệu các bác nhé. Bên em thanh lý giá là 1,8 triệu. Một triệu tám chiếc biến tần 3-1 tích hợp cả sạc năng lượng mặt trời và tích hợp cả kích 24 lên 1500W. Chiếc này giá mới trước đây là 2,9 triệu các bạn, 2,9 triệu đấy ạ. Rau mua thì nó rẻ hơn khoảng 1,1 triệu, mà trong cái đó là khách hàng của em mới sử dụng được khoảng 9 10 tháng các bạn, tại vì con máy này bọn bên em lắp là cuối tháng 8 mà. Đây là ngày sản xuất quá nhé, đây là tháng sản xuất thôi, tháng 7 2021. Máy còn hoạt động tốt, rất đẹp, không có lỗi lầm gì cả. Các bác quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009. Ở trên thị trường nếu các bác mua một chiếc kích xin chuẩn công suất là 1500W cho hệ 24 này thì cũng đã bỏ ra phải bỏ ra hơn 2 triệu rồi các bạn. Lại còn thêm một cái sạc nữa. Sạc mà để mà chạy được cái 1200W thì các bác phải mua sạc 60A. Rất là tốn kém rồi. Trong đó các bác mua cả một cái bộ này có giá là 1,8 triệu là có đầy đủ rồi các bác nhé. Mà con này rất là bền. Sóng ra là sóng sinh chuẩn. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.